Chắc là mọi người đã từng nghe nói rằng là giảm cân thì đừng ăn cơm, chỉ ăn rau củ quả thôi. Hoặc là giảm cân thì sẽ phải ăn kiêng khem rất là vất vả. Hoặc là giảm cân thì sẽ phải ăn rất là đói. Nhưng mà những cái điều trên thì hoàn toàn không đúng. Do đó hôm nay bác sĩ Hòa và cử nhân dinh dưỡng Hoa sẽ cùng với mọi người chia sẻ cái cách làm sao nấu bữa ăn vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, vừa nhanh gọn nhẹ, phù hợp với người muốn giảm cân. Trước khi hướng dẫn chi tiết cách nấu ăn thì chúng ta cần phải nắm được tiêu chí làm sao để có một bữa ăn giảm cân, vừa giảm được cân mà vừa lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Tiêu chí 1. Chứa đầy đủ các nhóm thực phẩm sau. Nhóm chất đạm, ưu tiên lựa chọn các loại đạm trắng như cá, gà, vịt, hạn chế các loại đạm đỏ như thịt heo, thịt bò, thịt dê hay thịt trâu. Bên cạnh đó thì việc bổ sung các đạm từ thực vật như nấm, đậu phụ, các loại đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ là việc rất cần thiết. Nhóm tinh bột bao gồm cơm, khoai, bún, miến, phở. Để giảm cân, chúng ta sẽ lựa chọn các loại nguyên cám, tinh bột phức như gạo lứt, bánh mì đen, yến mạch, các loại khoai củ. Hạn chế các loại xay sát quá nhiều như bánh mì trắng hay là cơm trắng. Đối với nhóm chất béo, sẽ lựa chọn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, hạt lanh, dầu quả bơ sẽ cung cấp nhiều chất béo tốt và dầu omega 3. Chúng ta sẽ hạn chế sử dụng bơ hay là mỡ động vật. Cuối cùng là nhóm rau củ và trái cây thì chúng ta cần đa dạng các màu sắc thực phẩm bởi vì đối với mỗi màu sắc khác nhau sẽ cung cấp đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Đến với tiêu chí thứ hai, chúng ta sẽ chế biến đơn giản, không sử dụng quá nhiều gia vị như đường, muối, sa tế hay tương ớt. Chỉ nên dùng các loại gia vị từ tự nhiên như tỏi, tiêu, húng quế để giữ được nguyên bản nhất vị của thực phẩm. Về cách chế biến, chúng ta sẽ ưu tiên hấp hoặc là luộc, hạn chế việc chiên hay xào và đặc biệt là chiên ngập dầu. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng vào bếp để chế biến món ăn nhé. Đầu tiên, với món cá hồi áp chảo, các nguyên liệu gồm có cá hồi 100g, tỏi băm, muối, tiêu, dầu ô liu 3ml. Cá hồi dễ bị khô và có mùi tanh nếu không biết cách chế biến. Cách đơn giản là pha hỗn hợp chanh và muối, sau đó cho cá vào rửa sạch. Cuối cùng hãy nhớ lau khô bằng khăn giấy nhé. Tiếp theo, chúng ta trộn muối và tiêu, thoa đều lên cá để ướp khoảng 30 phút, có thể đưa vào tủ lạnh để giữ được độ tươi cho cá. Cho dầu vào chảo, giảm lửa nhỏ xuống. Tiếp theo, thêm phần tỏi vào khử chung với dầu. Khi ngửi thấy mùi thơm từ tỏi, chúng ta bắt đầu cho cá hồi vào. Hãy nhớ đặt mặt da xuống trước để da được giòn. Giữ mức lửa trung bình, sau đó tiếp tục chở các mặt tiếp theo, mỗi mặt khoảng 1 phút, chúng ta sẽ được miếng cá vừa chín tới và thơm ngon. Sau khi ép chảo cá xong, chúng ta tiến hành bày ra đĩa, hoàn thành món thứ nhất với mức năng lượng 230 kcal, 0g glucid, 20g protein và 16,4g lipid. Tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn làm món salad rau củ trộn dầu giấm. Hãy nhớ đến tiêu chí 1. Chúng ta sẽ lựa chọn các loại rau củ đa dạng màu sắc như màu xanh của xà lách và dưa chuột, màu tím của bắp cải, màu vàng của ớt chuông, màu đỏ của cà chua. Rau củ sau khi sơ chế như cắt bỏ gốc, gọt vỏ, rửa sạch dưới vòi nước chảy và để ráo, chúng ta sẽ cắt nhỏ vừa để trộn. Cách làm sốt dầu giấm đơn giản với giấm táo, dầu ô liu, tiêu, thêm một chút đường sẽ giúp làm dịu vị chua của giấm. Khuấy đều hỗn hợp và rưới lên phần salad, trộn đều là có thể sử dụng được ngay. Với các thực phẩm đơn giản từ rau củ, món của chúng ta có mức năng lượng 74 kcal, 10g glucid, 2g protein và 3g lipid. Món cuối cùng không thể thiếu là cơm gạo lứt độn đậu đen. Với bữa ăn hôm nay, để có một chén cơm độn đậu cần có 20g đậu đen, 50g gạo lứt. Để cơm được mềm, hãy ngâm cả gạo và đậu từ 30 phút đến 2 giờ trước khi nấu nhé. Chén cơm có mức năng lượng 240 kcal, 48,5g glucid, 8,5g protein, 1,5g lipid. Bữa ăn hôm nay cung cấp 513 kcal, 51g glucid, 30g protein, 20g lipid. Vậy là sau một thời gian rất là ngắn thì chúng ta đã chế biến xong một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, lành mạnh và hỗ trợ rất là tốt cho việc giảm cân. Hy vọng rằng qua cái video này thì mọi người sẽ không còn cảm thấy quá khó khăn, áp lực và mệt mỏi trong quá trình giảm cân. Chúc các bạn giảm cân thành công.